Câu hỏi thứ ba của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công đức có thể vay hoặc mượn không? Tôi là thiền gia Hồng Phượng, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ ba của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Công đức không vay hoặc mượn mà vị Phật có công đức vô lượng thì có thể đem tặng cho ban tiểu thiên, trung thiên, hai đại thiên Phật giới để nơi này cấp phát lại cho các vị Phật khác nếu mà có nhu cầu. Xin hỏi câu tiếp theo ạ.